Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Vũ Hữu Cường và Nguyễn Thăng Long. Đây là vòng thi đấu thứ 6 trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2024. Đến với phần thứ nhất, chúng ta sẽ trình bày cùng đến với nguyên phổ của trận đấu. Trong trận thi đấu này, Vũ Hữu Cường được cầm đỏ đi tiên.
Vâng, đến đây thì Vũ Hữu Cường đã quăng pha chiếu sát cục rất đẹp. Tiếp theo chúng ta cùng đến phần review lại trận đấu. Sang lỗ 3 để cô cặp phá mã của đối phương. Sau đó có thể lên mã để tiêu diệt con mã của đỏ đã sang sông thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Và đến đây Vũ Hữu Cường bình xe sang để chiếu. Tuy nhiên cũng có thể lựa chọn phương án xe 8 tiến 7 chiếu ngay, buộc Nguyễn Thăng Long phải lên sĩ, sau đó bình pháo vào. Đến đây thì pháo đen không dám vật sang tượng vì mã sẽ lao lên chiếu rất nguy hiểm. Chúng ta cùng tiếp tục. Tuy nhiên cũng có thể hình tốt sang. Chúng ta cùng đi tiếp. Và đến đây thì Vũ Hữu Cường đã có một series đòn đi đường đi rất chính xác. Và với ưu thế của mình, Thành đã giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Và chúng tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.